Có chuyện gì vậy? Nghe mày nói nghiêm trọng quá, tao đang nhậu bỏ ra đi luôn á. Tao nghỉ làm rồi, hết chịu nổi cái chỗ rồi. Cái gì? Mày lại gây sự nữa hả? Ủa? Mặt mày sao vậy? Mày nói cái gì? Mày nói tao gây sự hả? Mày biết mày hiểu chuyện gì chưa? Mày nói tao gây sự. Bạn bè như mày phải hiểu cho tao chứ. Tính mày mà tao còn lạ gì nữa. Đụng một xíu là mày điên à. Đã không có việc làm rồi á, thì tao nhịn chút xíu đi. Nhịn cái gì mà nhịn? Nhìn cũng phải vừa phải thôi. Ai mà đè đầu cởi cổ mày á, mày chịu nổi không? Bây giờ tao hỏi mày nè, bây giờ mày chịu nhịn chết hay là mày chịu đói chết? Mày á đã không có việc làm rồi, tao xin cho mày vô làm mà mày cũng không biết điều gì hết trơn á. Mày nói hay lắm, mày biết điều mà. Mày kêu tao nhịn chết hay là chịu đói chết, cũng giống như mày vậy đó. Lúc trước cũng đâu có chịu nhịn nhục ai đâu, để cho vào tù ra khám. Mày được cái đách gì mà dạy đời tao? Mày nói cái gì hả mày? Tao nói vậy đó rồi sao? Mày ăn nói vậy hả? Mày ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Tao là bạn thân của mày. Mày có biết không? Lúc mẹ bị bệnh á, ai chở đi? Lúc mày không có việc làm á, ai xin việc làm cho mày? Lúc không có tiền, ai cho mày mượn tiền? Thiếu 1.3 triệu, để mấy năm trời, giờ chưa trả nữa. Giờ còn vỏ thối đó hả mày? Hả? 1.3 triệu của mày nhiều quá. Tao thiếu rồi từ từ tao trả. Mày làm gì mày đòi hoài vậy? Mày mốt có tiền đi rồi trả. Giờ thất nghiệp rồi. Tao nói thiệt, nhìn cái bản mặt của mày á, tao nè, mày muốn đánh nữa. Đừng có nói với người ta. Mày nói cái gì? Mày định đánh tao hả? Mày đánh đi! Đánh đi! Đánh thử coi! Hai làm gì vậy? Có gì ra ngoài giải quyết, để quán tôi làm ăn đi chứ. Mày nhớ mặt tao là thằng chó. Biết đi! Alo, mày rảnh không? Vào quán bà Bảy làm mấy chai nha. Quang! Thằng Quang đâu rồi? Mày bị cái gì vậy? Mày làm gì tới nhà tao rồi xông xe vô cửa vậy? Hả? Khi sáng á, mày nói ai là thằng tù tội? Mà mày không nhớ rằng á, khi mà mẹ mày bị bệnh á, chính tao nè là cái người đưa đi bệnh viện. Khi mày không có việc làm á, thì chính tao nè là cái thằng đi xin việc cho mày. Thôi mày về đi, mày xỉn rồi tao nói chuyện với mày. Còn lúc mà mày không có tiền á, chính tao nè là cái thằng cho mày mượn tiền. Vì tất cả mày đều nhờ vô cái thằng tù tội này nè, đúng không? Thôi bây giờ mày xỉn quá rồi, mày đi về đi. Tao không rảnh đây mà nói chuyện với thằng sai xỉn như mày. Tao cũng không có rảnh để tao nói chuyện với mày. Nhưng mà bây giờ mày còn thiếu tao 1.3 triệu, mày trả liền đi. Trả đi. Tiền của mày á, qua tuần sau tao trả. Được chưa? Tao không quan tâm. Bây giờ tao đang cần tiền nè. Bây giờ mày trả cho tao 1.3 triệu liền đi. Trả đi. Tao đã nói với mày là tao chưa có tiền. Tuần sau tao có tao đưa cho. Bây giờ mày muốn đòi cái gì? Còn cái mạng tao nè. Mày lấy được mày lấy. Được. Hạn chót tao cho mày là tuần sau. Tuần sau tao qua tao lấy. Nhưng mà lúc đó mày đừng có để tao xem thường mày. Có chút tự trọng của thằng đàn ông đi, nghe chưa? Được. Mày muốn lấy tiền phải không? Cầm. Tao còn bao nhiêu đó đó. Mày lấy được mày lấy. Số còn lại mai mốt tao đem qua nhà tao trả cho mày. Mà tao cấm mày nha. Mai mốt mày đừng có qua nhà tao, mày làm mày giọng đó nha. Đi! Mày muốn gì? Muốn gì? Trời ơi trời! Hai đứa này! Muốn gì? Hai đứa này! Làm gì mà đánh nhau vậy? Dân nè! Qua đó kiếm chuyện con kìa! Trời ơi! Hai đứa này! Là bạn bè chơi thân thiết nhau! Có như anh em vậy á! Mà có chuyện gì từ từ nói không được hay sao mà phải đánh nhau vậy? Cô hỏi con của cô đi! Hỏi cái gì? Hả? Được chưa? Mày nhịn được chưa? Má thử mà để im coi nó dám làm gì con không? Mà nhìn nó rồi cho nó về được không? Con ơi con, giờ bác xin con á, giờ con bỏ con đi về đi ha. Rồi từ từ có chuyện gì nói với con nha. Đi, đi về đi. Được chứ, tao phải mặt chó mày nha. Ơi, cái thằng này mày nhịn được không mày? Hả? Bây giờ á, tao năn nỉ mày, tao lai mày đó qua. Bây giờ mày vô được không? Con. Coi chừng tao. Con được rồi. Giờ bác xin lỗi con rồi đó. Nha, thay mặt nó, bác xin lỗi con về đi, con nghỉ đi, rồi bữa khác con qua nói chuyện, anh em nói chuyện nha con. Nha nha, nghe lời bác đi, nha con. Nhớ nha mày. Con
con ơi, con chạy cẩn thận nha con. Cẩn thận con ơi. Ủa, con về rồi đó hả? Cơm nước gì chưa vậy? Trời ơi, nghe mùi bụi bia không à. Lại gây gỗ với ai phải không? Dạo này á, má thấy á, mày á, với thằng Quang á, kỳ cục ghê đi. Thằng Quang nó làm gì mà má kêu kỳ? Hồi sáng á, nó tới đây nè, nó đung vô cửa nhà. Rồi á, mẹ hỏi nó còn quay lại, nó hỏi con trai bà đi. Má có sao không? Má không có sao hết con. Hồi đó nó gặp má nó chào từ xa. Bây giờ thấy má hai ba lần mà nó cũng không chào luôn. Chó, biết quá đáng lắm. Ủa, bộ con với nó bộ có chuyện gì hả? Không có gì đâu má. Thôi con bình tĩnh lại đi. Dù sao hai đứa tụi bay cũng chơi từ nhỏ, cũng hiểu tính nhau mà. Thôi giờ con đi ra làm sao nghỉ ngơi đi. Để má ra ngoài mua đồ để về rửa vết thương cho con nha. Biết rồi mày không coi ai ra gì hết. Không xử mày, mày leo lên đầu tao mày ngồi. Đợi đó. Thằng chó, mày quá quát lắm. Bây giờ mày ở đâu? Tao gặp mày để giải quyết một số chuyện. Trả tiền cho tao. Sao? Mày kêu tao ra đây giải quyết gì? Hồi sáng mày cố tình chạy xe tông vô nhà tao đúng không? Ừ, tao thích làm vậy đó. Rồi sao? Được. Mày nói á là mày chỉ có mạng thôi, mày không có tiền trả tao chứ gì? Ừ, tao có cái mạng đó. Mày lấy đi. Lấy được thì lấy. Mày tính cầm dao mày hù tao đó hả? Mày đâm tao được, mày đâm đi. Đâm. Đâm đi. Thằng nào không đâm thì nó là con chó. Bị cáo Trần Chí Minh, bị cáo đã từng có mối quan hệ thân thiết với bị hại Cao Minh Quang. Tại sao bị cáo lại giết bị hại như vậy? Thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo bị Quang thách thức, dùng những lời lẽ xúc phạm. Trước đó Quang còn vô lễ với mẹ của bị cáo nữa. Vả lại á, cả hai đã có mâu thuẫn từ trước, nên thành ra trong lúc không làm chủ được bản thân, bị cáo đã không kiểm soát được hành động của mình. Bị cáo rất hối hận về hành động của mình. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy tội ác của bị cáo Trần Chí Minh đối với bị hại Cao Minh Quang là đặc biệt nghiêm trọng. Bản thân bị cáo có tới 3 tiền sự, chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân và lời thách thức lúc nóng giận, bị cáo đã ra tay tước đi mạng sống của người từng là bạn thân. Điều đó thể hiện thói hung hăng, xem thường luật pháp. Tuy nhiên, bị hại cũng có phần lỗi trong vụ án. Cộng thêm việc bị cáo khi gây ra án đã tỏ ra ăn năn hối cải, ra đầu thú khai báo thành khẩn, chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Đó chính là những tình tiết giảm nhẹ. Viện kiểm sát đề nghị mức án 19 năm tù đối với Trần Chí Minh về tội giết người, đồng thời đề nghị buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Hà Thị Ngọc Lan, mẹ của bị hại Quang, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Quang con bà và Minh vốn là bạn bè thân thiết,
nhưng thời gian gần đây có nhiều hiềm khích. Bà có biết nguyên nhân như thế nào không? Thưa hội đồng xét xử, tôi có hỏi sao không thấy thằng Minh qua nhà chơi nữa, thằng Quang nó có trả lời. Có bữa thằng Minh nó qua nhà gây lộn á, thì tôi mới biết. Thì nó nói với tôi á, là thằng Minh á, gặp chuyện á, không có binh vực nó, mà đứng về phía người ta. Rồi hai đứa tụi nó gây gỗ, xô xát nhau vấn đề tiền bạc nữa. Thành ra... Vậy theo bà, thì Minh là người như thế nào? Thưa hội đồng xét xử, Minh á, tánh nó nóng, nhưng nó cũng tốt với bạn bè. Sự việc ngày hôm nay nó xảy ra như vậy, thật sự tôi đau lòng lắm. Tôi cảm tưởng như là tôi mất đi hai đứa con vậy á. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội mà đại diện viện kiểm sát vừa mới nêu không? Con tôi giờ cũng mất rồi, gia đình của Minh cũng không trốn trách trách nhiệm, cũng chủ động bồi thường. Mà hơn nữa, con tôi nó cũng có phần lỗi. Giờ tôi cầu mong hội đồng xét xử khoan hồng mà xử nhẹ tội cho thằng Minh. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Lê Ánh Thủy, mẹ của bị cáo Minh, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có biết mâu thuẫn của con mình đối với bị hại Quang hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tôi có biết việc xảy ra nông nỗi này là do tôi. Giá như lúc đó tôi bình tĩnh, biết chuyện không có kích động con tôi thì sự việc không ra nông nỗi. Tôi cũng xin lỗi gia đình bị hại là bà Lan, tha thứ cho con tôi. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Minh hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tội ác của con tôi là quá lớn, có bào chữa bao nhiêu cũng không được. Dạ tôi cũng xin hội đồng xét xử giảm án cho con tôi sớm được ra tù. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Trần Chí Minh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Thưa hội đồng xét xử, thưa cô Lan, thưa mẹ, bị cáo rất hối hận vì hành vi của mình, chỉ vì một phút mất bình tĩnh với lại cộng thêm hơi men trong người mà bị cáo đã gây ra tội ác. Bị cáo có biết Quang có tâm nguyện là sửa nhà cho mẹ, bị cáo mong á, với số tiền bồi thường sẽ thực hiện được điều đó cho Quang. Với bản cáo trạng, bị cáo mong hội đồng xét xử và pháp luật xem xét khoan hồng cho bị cáo được sớm trở về thắp nén hương cho bạn. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi giết người của Trần Chí Minh đối với Cao Minh Quang mang tính hung hăng, côn đồ. Bị cáo đã có 3 tiền sự về tội đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, nhưng không rút kinh nghiệm cho bản thân mà còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nặng hơn, thể hiện sự coi thường pháp luật. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không bỏ trốn mà ra đầu thú, tích cực bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động. Đó là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Căn cứ điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Chí Minh 19 năm tù giam về tội giết người và buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại 200 triệu đồng.
Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một vụ án đau lòng nữa lại mới được đem ra xét xử. Từng là bạn thân từ nhỏ, từng coi nhau như anh em, chỉ vì vài mâu thuẫn, vài hiểu lầm trong cuộc sống mà dẫn đến người chết, kẻ tù tội, rồi ám ảnh về tội ác của mình đến hết đời. Ai đúng, ai sai, không cần bàn cãi nữa, mà có chăng là nỗi đau của người ở lại. Nhìn những giọt nước mắt xót thương, đau đớn trên gương mặt hai bà mẹ, thật sự nhói lòng. Bao ước mơ, bao hoài bão và cả bao dự định báo hiếu cho đấng sinh thành chưa thực hiện được, cũng chỉ bởi lời thách thức định mệnh và phút nóng giận thiếu bản lĩnh chế ngự cảm xúc. Thật xót xa khi giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người thì ngóng trông gần 20 năm trời cho đến ngày con mình mãn tù. Thật sự đây là cái giá quá đắt cho sự nóng giận và không chế ngự được bản năng. Nên trước khi hành động, hãy luôn nghĩ đến hậu quả, để những điều đáng tiếc như phiên tòa hôm nay sẽ không xảy ra, quý vị nhé. Hy vọng là bữa nay chuột cũng dính nhiều. Rồi đây nè mình ơi. Trời ơi, thấy chưa, dính nữa nè, thấy không? Tôi nói rồi, chuột nhiều dữ lắm. Trời, cái gì đây mình ơi? Bị cáo Bùi Công Duy, bị cáo đã sử dụng một phương thức nguy hiểm vô cùng để bắt chuột, bị cáo có biết điều đó không? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết điều đó, nhưng vì mấy vụ mùa liên tiếp, chuột sinh sôi nảy nở, cắn phá mùa màng, khiến cho thất bát, gia đình bị cáo lâm vào cảnh nợ nần. Bị cáo và mọi người tìm mọi cách để triệt nhưng không sao triệt được. Nếu mùa này mà thất bại nữa, nhà của bị cáo sẽ bị giết, cả gia đình sẽ phải ra ngoài đường ở. Vợ chồng thằng Duy đâu rồi? Vợ thằng Duy đâu? Mày lấy chiếc xe này đem về cho tao, nhanh lên. Chị, có chuyện gì từ từ nói chị. Chuyện gì? Đòi nợ chứ chuyện gì? Trời ơi, nhà cửa gì mà không có cái gì giá trị hết á. Rồi lấy cái gì mà trả nợ cho tôi đây? Dạ, chị cũng thấy đó, nhà em cũng đâu còn có gì giá trị đâu. Hay là chị thư thả cho em, đến cuối vụ mùa em trả đủ nha. Nè, vậy thì hồi đó đừng có mượn, đừng có hứa hẹn. Bộ tính mượn rồi không trả thì sao? Chị cũng biết đó, là tiền em mượn của chị á, em đổ vô trong cái đám ruộng ở sau rồi. Chị thư thả cho em đi, đến cuối vụ mùa này á, em có để em trả cả vốn lẫn lời cho chị luôn nha. Thôi, hẹn lần hẹn lửa hoài. Bây giờ, tôi lấy chiếc xe này, chừng nào mà trả nợ đủ, thì tôi trả lại xe, biết chưa? Chị, em lại chị luôn á chị. Cái xe này á, là để vợ chồng em á, để chở lúa với chở phân. Mà giờ chị lấy rồi á, vợ chồng em sống sao á chị, em lại chị luôn á. Trời ơi, tôi mệt với hai vợ chồng này quá à. Cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Nghe tôi nói nè, bây giờ á, tôi cho lần này là lần cuối nghe chưa. Nếu mà sau cái vụ lúa này mà không trả tiền cho tôi á, tôi lợi tôi xiết hết cái nhà này luôn đó, lúc đó được trách nghe chưa. Em biết rồi, em đội ơn chị. Em đội ơn chị nhiều à. Mình về.
tôi lại tôi xiết hết cái nhà này luôn đó. Lúc đó đừng có trách nghe chưa. Sao vậy bà? Không có con nào hết hả mình? Mình hỏi tôi biết hỏi ai giờ. Đủ hết cách rồi. Bó tay. Hồi nãy bà văn bó qua, bà đòi xiết chiếc xe á, mà tôi xin quá trời á, bà mới để lại. Bà nói á, hết vụ mùa này á, mà mình không trả đủ cho bà á, là bà xiết căn nhà này luôn á, mình không có nhà để ở đâu. Trời ơi, sao mình khổ quá vậy nè. Tất cả cũng tại lũ chuột. Chuột cắn khóa quá hả gì? Hả? Dạ, anh Tài. Trời ơi, không biết mùa này ở đâu mà chuột ra quá trời quá đất anh ơi. Nó cắn nát lúa hết trơn á. Bên ruộng anh cũng bị, mà không hiểu năm nay á sao mà chuột kéo về nhiều quá. Việc hoài không xể. Hôm nay tụi thanh niên á nó cũng đi bắt á, mà không có thấm thía gì hết. Trời ơi, cái giống chuột này á nó sinh sôi ghê lắm anh ơi. Mình đi bắt lần lượt vài ba con một, không có thấm thía chỗ nó. Mùa này mà chuột phá nữa, vợ chồng em thất thu là ra đường ở luôn á. Mấy nay chủ nợ đòi quá. Ủa, anh đi chích cá hả? Mùa màng thất bát rồi, phải đi kiếm thêm. Thôi anh đi nha. Ủa mình làm gì vậy mình? Hồi nãy tôi ra đồng thăm lúa. Tôi gặp anh Tài anh đi ngang. Anh đi chích cá. Tôi nãy ra ý định dùng cái này để bẫy chuột. Mình thấy tôi thông minh không? Dùng cái này nguy hiểm lắm luôn á. Chết người như trời á. Tôi biết việc này là nguy hiểm. Nhưng mà mình cắm điện á để bẫy chuột thôi. Bà nghĩ coi, nếu mà mùa này mà thất nữa, vợ chồng mình ra đường ở. Với lại mình cắm một tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tới 9 giờ tối thôi. Giờ đó đâu có ai ra đồng đâu mà sợ. Mà hình như tôi mua dây điện hơi ít. Bà chặt tiếp đường tôi đi ra mua một xíu. Tôi quay về liền nha. Bị cáo dùng hàng rào điện để bẫy chuột tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo cắm điện tổng cộng 3 lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Hai hôm đầu vợ chồng bị cáo ra kiểm tra thì thấy chuột chết la liệt. Trời ơi mình ơi, chuột nè. Đâu? Đây nè, đây nè. Trời ơi con chuột nó bự tập bá luôn. Thấy không? Đi coi, đi tới nữa coi coi còn không. Nó ăn lúa nó mập thù lù luôn nè. Ừ. Đây nữa nè. Trời ơi. Thấy không? Trời ơi quá trời bự ghê luôn á. Ừ. Ở đây nữa nè. Nằm la liệt luôn nè. Thấy không? Trời ơi. Một ngày á mình cắm điện tiếng đồng hồ từ 8 giờ tới 9 giờ thôi là có thành quả liền nè, thấy không? Bị cáo định bụng cắm thêm một hôm nữa thì ngưng. Nhưng không ngờ đến hôm thứ ba thì bị cáo Lê Thị Thúy Vi vào đêm thứ ba, bị cáo theo Bùi Công Duy ra thăm ruộng thì đã thấy bị hại Nguyễn Văn Tài chết, có đúng không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, đêm thứ ba sau khi cắt điện thì vợ chồng bị cáo đi ra ruộng xem sao, thì thấy anh Tài nằm ở đó do tắc thở rồi. Hy vọng là bữa nay chuột cũng dính nhiều. Rồi đây nè, đây nè mình ơi. Trời ơi, thấy chưa, dính nữa nè, thấy không? Tôi nói rồi, chuột nhiều dữ lắm. Trời, cái gì đây mình ơi? Chết rồi mình ơi, ai chết rồi? Giờ làm sao mình ơi? Nói khó cái gì, người ta phát hiện ra bây giờ. Giờ làm sao đây? Từ từ đi, tôi tính. Hay là qua nhà của anh Tài á, báo cho gia đình anh biết đi, tụi mình ra công an tự thú. Mình đi không hả? Nghĩ sao đi tự thú? Tự thú là cả hai toàn rụt xương luôn đó. Mình mà bây giờ đi tù ai lo cho má? Bây giờ làm sao hả? Im đi, mình cứ làm tôi rối. Mình nghĩ bây giờ mình phi tan sát anh Tài đi. Ngôi nhà mà không thấy anh về á, chắc là họ nghĩ ảnh đi chích cá bị rắn cắn hay là đuối nước ở đâu đó. Chắc là không có biết đâu. Nha mình, nha mình. Tôi sợ lắm mà mình ơi. Sợ cái gì nữa? Mình muốn chết cả lũ hay sao? Giờ mình không sợ đây hả? Nhanh phụ tôi. Mình còn làm gì nữa? Nhanh lên phụ tôi. Nhanh đi. Mời bị cáo Bùi Công Duy trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo có biết như vậy là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, khi bị cáo phát hiện ra xác anh Tài chết, bị cáo biết mình đã có lỗi. Nhưng mà do lúc đó bị cáo quá hoảng sợ, nghĩ đến cảnh bị đi tù, không có ai lo cho mẹ, cho nên bị cáo mới suy nghĩ đến cách phi tan xác của anh Tài, hy vọng là không ai phát hiện. Nhưng mà bây giờ bị cáo ân hận lắm. Mời vị đại diện viện kiểm sát.
Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, Viện Kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Công Duy đối với nạn nhân Nguyễn Văn Tài là giết người và của bị cáo Lê Thị Thúy Vi là hành vi che giấu và không tố giác tội phạm. Do muốn nhanh chóng diệt trừ chuột mà bị cáo Bùi Công Duy đã sử dụng phương pháp nguy hiểm là lắp đặt lưới điện để diệt chuột. Khi biết nạn nhân tử vong, bị cáo không đi đầu thú mà lại tìm cách phi tang. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, gia đình bị cáo thuộc diện khó khăn, mùa màng thất bát, phải nuôi mẹ già nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Bị cáo cũng có nhân thân tốt, sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7 năm tù cho bị cáo Bùi Công Duy với tội danh giết người. Căn cứ điều 381 Bộ luật hình sự, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 18 tháng tù cho bị cáo Lê Thị Thúy Di đối với tội danh che giấu tội phạm. Mời đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Dung, vợ của nạn nhân, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, gia đình của tôi với lại gia đình của anh chị Di cũng không có hiềm khích gì với nhau. Chuyện mà mùa màng thất bát á, ai cũng khổ. Gia đình tôi cũng có cái mảnh ruộng cũng bị chuột phá hoại, nên tôi cũng hiểu cái cảm giác của gia đình anh chị Di à. Nhưng tôi chỉ đau lòng á, là gia đình của anh chị Di không qua nói thật với tôi một tiếng, mà để chồng tôi á, nằm ở dưới đất lạnh lẽo như vậy. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Bùi Công Duy, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận. Bị cáo không biết làm cách nào để bù đắp nỗi đau của gia đình nhà chị Dung. Tất cả là do lỗi của bị cáo. Chuyện đặt bẫy điện để diệt chuột là do bị cáo nghĩ ra và thực hiện. Phi tan xác của nạn nhân cũng là do bị cáo ép vợ mình phải im lặng. Trong chuyện này, vợ của bị cáo không có lỗi. Kính mong hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Lê Thị Thúy Vi, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Nếu bị cáo Lê Thị Thúy Vi không phát biểu gì, bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao hai bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Công Duy đối với bị hại Nguyễn Văn Tài là giết người không chú ý. Bị cáo và bị hại vốn là hàng xóm thân thiết. Do mùa màng bị chuột phá hoại, bị cáo đã tự ý lắp đặt lưới điện để bẫy chuột, vô tình gây ra cái chết cho bị hại. Sau khi phát hiện, bị cáo đã đem phi tang xác và buộc vợ mình là Lê Thị Thúy Vi không được tiết lộ hành vi. Xét thấy nhân thân của bị cáo tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự, gia cảnh lại khó khăn. Áp dụng điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Công Duy 7 năm tù về tội danh giết người. Đối với bị cáo Lê Thị Thúy Vi, mặc dù biết chuyện chồng dùng điện để bẫy chuột gây chết người nhưng không khai báo mà còn giúp đưa xác đi chôn giấu, gây khó khăn cho công tác điều tra. Áp dụng điều 389 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thúy Vi 18 tháng tù với tội danh che giấu tội phạm nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Về chăm sóc cho mẹ giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng cải tạo để về sớm với mình. Thank you.
lỗi chị Dung. Em xin lỗi chị. Chứng kiến phiên tòa hôm nay khiến tôi vừa cảm thông lại vừa trách giận cho bị cáo Vi và bị cáo Duy, chỉ vì chứng kiến mùa màng thất bát vì đàn chuột, chỉ vì sự thiếu hiểu biết cũng như quá chủ quan mà đôi vợ chồng này đã gây ra án mạng kinh hoàng, khiến cho bị cáo Tài bị giật điện chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, thay vì nhận lỗi, họ lại chọn cách phi tang, làm cho tội lỗi càng thêm nghiêm trọng. Nhưng cũng qua vụ án lần này, ta càng thấy sự cần thiết của việc tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến người dân, nhất là vùng nông thôn, để người dân hiểu rõ rằng điện là nguồn nguy hiểm cao độ, chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng để những sự việc đau lòng xảy ra. Ngồi đi tụi con. Dạ. Dạ. Má biết á, là tụi con thương nhau. Má cũng thưa chuyện với ngoại con rồi. Nhưng mà má cũng nói thiệt với tụi con, ba má đây không có khả năng mà lo cho tụi con được cái đám cưới tươm tất đâu. Nay á, má nấu mâm cơm này là má chánh thức nhận con là dâu trong gia đình, ha không? Dạ, con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Ba má con á, thì mất sớm, còn bà ngoại á, già yếu đâu có lo cho con được. Thì con ở đây với ba má đi, rồi chạy tới chạy lui lo cho ngoại. Dạ, con biết rồi ba. Tụi con bây giờ á, đã là vợ chồng với nhau thì phải biết nhường nhịn thương yêu nhau, không có được to tiếng, như vậy sống với nhau mới bền lâu, nghe không? Dạ. Ngọc nè, con á còn nhỏ lắm, sau này cái chuyện gì không biết đó hỏi má đi, má chỉ cho nha, không? Dạ, con cảm ơn má. Thôi bà, để từ từ về rồi dạy bảo nó thêm, chứ giờ bà làm quá nó sợ. Tôi biết rồi ông. Bới cơm ăn đi con. Cơm con. Dạ, để con bới cho. Để đó má bới. Ngọc xuống múc tô canh đi, má hâm canh ở dưới á con. Múc tô canh lên. Dạ dạ, vậy má bới giùm con nha. Ủa má, đang vui sao tự nhiên má thở dài vậy? Tao biết á, là tụi bay thương nhau. Từ cái lúc mà mày dẫn con Ngọc về mà giới thiệu á, má có ăn ngủ gì được đâu. Tụi bay thương nhau thì tao mới để cho tụi bay ở chung vậy. Chứ con Ngọc nó mới có 15 tuổi thôi. Người ngoài biết còn sao đây ông? Thôi bà, đã thống nhất là không có nhắc chuyện đó nữa. Bây giờ tụi nó thương nhau thì tuổi tác không quan trọng nữa, miễn sao đối xử với nhau đàng hoàng là được rồi. Ba má cứ yên tâm đi, con hứa với ba má là con sẽ cố gắng làm lụng để lo cho Ngọc và còn lo cho ba má nữa. Đừng có lo mà. Đây đũa thì con. Dạ. Đây con, để đây con. Để đây. Con mời ba, con mời má. Con mời con nhà ăn mình đi con. Ăn đi con. Tấn à. Dạ má. Sao trưa rồi con không về nấu cơm nấu nước cho vợ con nó ăn nó mới sanh? Trời ơi, sắp xong rồi má ơi, con với ba làm xong rồi con với ba về luôn. Mày đừng có lo, ở đây để cho tao với ba mày lo được rồi. Phải về nấu cơm nấu nước cho nó ăn nó mới sanh đẻ. Nè tiền nè, ghé chợ mua cái giò heo, đu đủ ở nhà má có rồi. Dạ. Để giờ đi về nấu giò heo cho nó ăn cho có sữa đi. Dạ. Ê, về đi. Con về nha má. Con về nha má.
Ngủ nha, ngủ nha. Gió đưa cây cải về rừng. Thương mẹ thương. Con ngủ cho em. Thôi để nằm cho em làm ăn đi. Thôi để em đưa con vô cho nó ngủ trỏng. Ừ, cũng được. Ăn đi, giò heo hầm đu đủ đó, anh mới nấu đó. Thôi, để nó nguội đi em ăn, giờ em dọn nhà một cái. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Bây giờ tất cả mọi chuyện trong nhà để anh làm cho. Nhiệm vụ của em hiện tại chỉ có ăn và giữ con giùm cho anh. Mai mốt sau này sức khỏe em tốt rồi á thì muốn làm gì thì làm. Nhưng mà em chán lắm. Anh thấy đó, nhà ai cũng đi làm hết trơn, có mình em ở nhà với lại con thôi. Không. Thôi mà, mai mốt có khi nào sức khỏe ổn định rồi làm cũng được. Còn bây giờ nhiệm vụ của em chỉ có nằm ở nhà giữ con và ăn uống đầy đủ sức khỏe cho anh là được rồi. Để anh, ăn đi, ăn đi. Anh Tuấn. Con đang ngủ mà la ông sầm với em. Số điện thoại này của ai? Trời ơi, cái số điện thoại này của thằng bạn anh. Hồi sáng nó điện nó rủ đi sinh nhật. Nhưng mà anh không đi. Anh nói là anh phải ở nhà với vợ con của anh mà. Anh đừng có sợ với em. Anh nghĩ sao vậy? Bây giờ anh có con khác rồi đúng không? Ôi em ơi, em ghen bóng ghen gió hoài vậy. Đây nè, sáng sớm mỗi một ngày á, anh đi làm với ba ở ngoài đồng á, rồi tối về anh ở nhà với em. Thời gian đâu mà anh đi quen với người khác. Anh nói dối, anh sợ với em. Em ở nhà một mình. Rồi anh ra ngoài anh có ai khác sao em biết được? Ôi em, mà bình tĩnh là đi. Cái chuyện đơn giản gì mà em. Gì bay? Hai đứa gì vậy? Dạ không có gì đâu má. Má. Gì mà nghe cãi sùm vậy? Tấn nè, không có được làm gì cho con Ngọc, nó buồn. Nó buồn rồi tắt sữa luôn, không có cho con bú đó. Dạ con biết rồi. Em khóc à? Dạ để con. Nè ngồi xuống đi con. Dạ. Con ăn được không con? Ừ, dạ cũng được má. Để ngày mai á, má qua bà hai tập quá đó, má mua thêm mấy hộp sữa cho con uống thêm. Mới sanh á phải ăn uống đầy đủ nặng cho mới có sữa cho em nó bú con. Thôi, con ăn này cũng được mà má. Con không uống sữa đâu má. Ăn vậy không sao được, phải uống thêm sữa vô. Trời ơi, sao má nói hoài mà sao mà nhắc nhở hoài mà như vậy đây nè. Con không có kỹ lưỡng đây rồi nữa, khổ lắm con biết không. Tuấn à. Dạ má. Ra má biểu sao bay không nhắc nhở vợ bay mang vớ vậy. Dạ tại tại vì con nóng quá nên con mới cởi ra đó má. Thôi khi nào mà con ăn xong rồi con mang lại cũng được mà. Má nói nè, con phải giữ gìn kỹ lưỡng nè, tránh gió tránh mái nè, không có được làm nặng, không có được đi ra ngoài, biết không? Dạ con biết rồi má. Thôi má đi nấu cơm cho ba bay với Tuấn nó ăn. Dạ. Em đừng có giận anh mà, anh nói thiệt chứ bộ. Thôi đừng có giận anh, bây giờ không tin đúng không? Không tin là đưa cái điện thoại cho em gọi nè, có phải không nè. Thôi mà, ăn đi, anh không có ai đâu. Anh á, em bỏ cho anh lần này thôi đó. Mốt mà anh còn nữa, em không có để yên đâu. Anh biết rồi, ăn đi. Ăn đi, không thương anh thì phải thương con chứ. Ăn đi.
Thôi, nhưng mà ngày nào cũng ăn mấy cái này em ngán quá à. Anh, em thèm bánh cuốn nóng quá à. Hai ngày mai á, anh đi làm về, anh mua cho em ăn nha. Tưởng cái gì, cái đó là chuyện nhỏ. Tuân lệnh bà xã, anh sẽ làm tất cả mọi thứ với em. Ừ, em tha cho anh đó. Ừ. Cái gì vậy em? Anh ngủ ngáp như vậy ai mà ăn cho nổi. Còn anh đi đâu bao giờ mới về? Điện thoại thì không lấy lẹt được. Anh đi với con nào tắt máy đúng không? Thôi là em, sáng giờ anh đi làm với ba đó, xe thì bể bánh kìa, điện thoại hết pin nè. Không tin em xem đi. Nó không có xem cái gì hết trơn á. Bây giờ tôi đẻ con cho anh rồi, anh xấu xí rồi, bây giờ anh chán tôi đúng không? Tôi không ăn việc làm anh chán tôi đúng không? Thôi em điên rồi hả? Em bình tĩnh lên xíu được không? Tôi không có bình tĩnh vậy. Tôi đi tôi mới lấy anh á, tôi đi tôi mới về tôi ở với anh á. Nè, bây giờ á em muốn gì cũng được chứ á, nhưng mà em bình tĩnh lại đi. Tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh buông ra, tôi không có ở với anh được, tôi chán anh rồi, tôi buông đi. Nè, tôi sẽ về nhà ngoại của tôi. Em à, anh buông ra, đừng có bỏ anh và con mẹ. Anh buông ra, tôi la lên đó, anh buông ra. Bình tĩnh lại đi, em à. Tôi la lên đó, anh buông tôi ra chưa? Em ơi, có chuyện gì đó? Như vậy mà. Ôi mà, mình đánh nó đi. Đưa tay lại. Anh chị làm cái gì mà la lối em sùm vậy? Dạ không có gì đâu anh. Đây là chuyện gia đình của em. Cái gì mà không có gì? Anh lấy tôi đã rồi, anh có con với tôi đã rồi, bây giờ anh chán tôi, anh con ơi, không có gì là sao? Vậy anh chị trật tự. Bây giờ mời anh chị lên xã để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Đi. Cái gì? Chưa đủ 18 tuổi. Anh chị có biết chưa đủ 18 tuổi mà quan hệ vợ chồng như vậy á là vi phạm pháp luật không? Chú ơi, nhưng mà con với anh Tuấn là thương thật lòng mà chú. Chú tha cho tụi con đi chú. Con năn nỉ chú mà chú. Chú, con xin chú á chú. Chị cứ bình tĩnh. Bây giờ chúng tôi sẽ xác minh thông tin về hai bên. Nếu thực sự anh chị kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi sẽ tiến hành truy tố theo quy định. Anh, đánh đi, khóc con, đánh đi. Tại con, tất cả là tại con. Tại con mà công an mới biết chuyện, mới mời anh Tuấn lên được. Tất cả là tại con mà mẹ. Thôi con, đừng có khóc nữa. Chuyện nó đã như vậy rồi, có gì gia đình mình cố gắng. Thôi, sắp tới giờ xử án rồi kìa, mình vô đi. Bị cáo Lê Văn Tuấn, bị cáo có biết việc mình làm đối với bị hại Nguyễn Minh Ngọc là vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, vì do gia đình bị cáo quá khó khăn cho nên bị cáo chỉ học hết cấp 2 thôi. Lúc đó bị cáo nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình, cho nên bị cáo không hề hay biết những gì mình gây ra là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bị cáo và Ngọc là yêu thương nhau thật lòng. Bị cáo đã dẫn Ngọc về nhà giới thiệu cho gia đình và mong muốn cưới Ngọc làm vợ. Và má của bị cáo cũng đã đến nhà ngoại của Ngọc để xin cho Ngọc được về sống chung. Bị cáo cứ nghĩ là xong rồi, chứ đâu có biết là mọi chuyện nó... Bị cáo không thể biện lý do là mình không biết để bao biện cho tội lỗi của mình. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án
và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, Viện Kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn và bị hại Nguyễn Minh Ngọc là giao cấu với trẻ em. Bị cáo đã được bị hại cho phép và thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với bị hại. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo tích cực, hợp tác, phục vụ điều tra. Căn cứ vào điều 145 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 2 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Tuấn về tội giao cấu với trẻ em. Mời đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Tuấn Anh là nhân chứng của vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Là nhân chứng của vụ án, sau khi phát hiện ra tuổi thật của bị cáo, anh có tìm hiểu thêm thông tin gì không? Kính thưa hội đồng xét xử, do bị cáo và bị hại lén lút sống vợ chồng với nhau, không trình báo với cơ quan chính quyền địa phương và cũng không có tổ chức đám cưới, cho nên là tôi không nắm bắt được tình hình. Đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, tôi có xuống địa phương nơi bị cáo và bị hại sinh sống để tìm hiểu người dân xung quanh. Thì được biết là bị cáo và bị hại đã về đây sinh sống được hơn một năm. Tuy nhiên, quá trình sinh sống giữa bị hại và gia đình bị cáo rất là ôn hòa, rất là hòa thuận. Chưa từng xích mích hay là cãi cọ gì lớn. Mời anh ngồi xuống. Mời Nguyễn Minh Ngọc là bị hại trong vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Trong khoảng thời gian sống chung với gia đình của bị cáo Lê Văn Tuấn, bị hại có bị gia đình bị cáo chèn ép hay đối xử tệ bạc gì hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị hại sống ở nhà anh Tuấn rất thoải mái. Ba má chồng luôn rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho bị cáo. Bị hại không hề bị bạc đãi gì cả. Vậy thì tại sao ngày hôm đó bị hại lại có sự cãi giả và có ý định bỏ về nhà mình? Thưa hội đồng xét xử, hôm đó là do bị hại đã nổi giận bởi vì anh Tuấn không mua được bánh cuốn nóng cho bị hại, cho nên tôi mới đòi bỏ về nhà. Mời cô ngồi xuống. Mời bà Phạm Minh Trang là đại diện người nhà của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết cái chuyện hai đứa nó đến với nhau là trái với pháp luật, nhưng mà thật sự hai đứa nó thương nhau thật lòng. Tôi nghĩ đơn giản vậy, giờ tụi nó cứ sống với nhau đi, rồi tới nó đủ tuổi rồi tôi dẫn tụi nó đi đăng ký kết hôn. Chứ tôi đâu có ngờ cái chuyện nó xảy ra như ngày hôm nay. Dạ thưa hội đồng xét xử, bữa nay vợ nó thì mới sanh, con nó còn nhỏ quá. Xin hội đồng xét xử xem mà giảm án nhẹ cho nó về để nó lo cho gia đình, cho vợ con nó. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Lê Văn Tuấn, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước kia đồng xét xử vào nghị án. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi của mình rồi. Bị cáo đã biết tội lỗi của mình là hết sức nghiêm trọng. Nhưng mà hiện tại thì bị cáo đang có con nhỏ và cha mẹ già ở nhà. Mong hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo, để bị cáo sớm được về để chăm sóc cha mẹ và con nhỏ ở nhà. Bây giờ đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Má, anh, em xin lỗi, là do em đã hại anh. Anh tha thứ cho em. Em yên tâm đi, anh không có sao đâu mà. Yên tâm đi mà. Má
Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn đối với bị hại Nguyễn Minh Ngọc là giao cấu với trẻ em. Bị cáo đã được bị hại cho phép và thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Trong thời gian sinh sống tại nhà bị cáo, bị hại được chăm sóc, yêu thương và bị cáo cũng có nơi ở và công việc làm ổn định. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn, hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ vào điều 145 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn tội giao cấu với trẻ em nhưng không áp dụng hình phạt tù và được phóng thích ngay sau khi phiên tòa. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ủa, con đâu rồi em? Ông nội đang giữ con ở ngoài á. Sao rồi con? Dạ không sao rồi ba, ba yên tâm nha. Thôi gia đình mình về kéo nắng. À, thôi về. Lúc đó tôi lặng đi khi chứng kiến cảnh gia đình bị cáo đoàn tụ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cả ba người đã rơi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được tham dự một phiên tòa mà sau khi kết thúc, bị hại và bị cáo ôm lấy nhau đầy yêu thương như vậy. Dù câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về tình yêu và luật pháp. Những cặp đôi đến với nhau khi còn quá trẻ sẽ dễ dẫn đến những cãi vã xích mích và gây nên những hậu quả khôn lường. Vậy nên luật pháp đã ban hành những quy định vô cùng chặt chẽ về độ tuổi được kết hôn để hạn chế tối đa những kết thúc đáng tiếc có thể xảy đến. Ngoài ra, câu chuyện cũng muốn nhắc nhở những bậc phụ huynh về việc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp. Không thể vì thương con mà bao dung, che giấu tội lỗi cho chúng được. Hai bị hại. Dạ thưa hội đồng xét xử, mỗi ngày bị cáo phải góp mấy trăm ngàn để trả nợ. Trong khi đó, tiền bị cáo buôn bán hàng ngày ngoài chợ chỉ đủ để chi tiêu nên mới hành động nông nổi. Nhưng mà bị cáo không ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Tôi đi đâu về hả? Dọn cơm ăn á. Tôi mệt rồi. Anh muốn ăn á, tự xuống kiếm ăn đi. Trời ơi, tôi mệt quá, tôi nhờ dọn cơm ăn ăn. Chớ mì cũng được. Đi đi. Tôi nói là tôi mệt rồi. Tôi không có rảnh mà suốt ngày hầu hạ mấy cái thứ sai xỉn như ông. Mày nói gì? Ai sẽ nói ăn mày làm gì? Nói đi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Ông suốt ngày sai xỉn rồi về đi quậy phá không à. Nói gì? Mày muốn quậy hả? Quậy tao quậy cho mày coi nha. Ông làm gì? Buông tôi đâu đi hả? Buông tôi ra coi. Quậy hả? Hả? Buông tôi ra. Quậy hả? 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 Mày đi hả? Mày đi luôn đi nha. Mày giỡn con gì mà trốn lộn giỡn cái con được à? Mày về chết mày cho tao à. Nè, có phải thằng Tuấn nó vợ thối vũ phu nữa phải không? Tám nhìn là Tám biết liền à, mày đừng có giấu Tám. Con khổ quá à, Tám ơi.
chứ là con không sống chung với ổng nữa. Ổng không có phụ giúp gì cho con hết á. Đã vậy hả? Tao thấy nó sai xỉn suốt ngày hả? Về còn đánh đập mày nữa. Thấy hoàn cảnh của mày á, tám thương lắm. Mà tám cũng biết nói làm sao giờ. Chắc là cái số của con vậy, phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ tám. Số má cái gì không biết nữa. Tám nói á, mày cứ mạnh dạn mày bỏ nó đi. Mày bỏ nó đi rồi mày coi nó thế nào. Ổng không có buông tha con đâu tám. Con bỏ đi mấy lần rồi mà không có được. Ê, tiền đi công chuyện à? Ông thì có công chuyện gì chứ? Sáng giờ có bán được gì đâu mà có tiền. Đừng có xạo nha. Tôi xạo với ông chi? Ông đi về đi, để tôi còn muốn bán nữa. Lấy tiền xong rồi về chứ, ở đây tế hả? Cái này là tiền vốn của tôi, trả lại cho tôi. Vốn liếng cái gì? Bán cái bà cái thứ này biết bao giờ mới giàu được, dẹp nghỉ đi. Nhờ cái sạp phục dịch này á mà ông với con mới có cơm ăn mỗi ngày đó. Trả lại cho tôi. Gì gì? Giờ này còn chưa về nữa. Chắc lại tụ tập với mấy cái thứ vô công rỗi nghề để nhậu nhẹt nữa rồi. Nửa chục trứng vịt đi em. Dạ, đợi em xíu nha Năm. Để em lấy bên đây cho ngon nè. Nè Dung, cho Năm hỏi một tí nè. Dạ. Em bán buôn ở đây á, lời lớn mỗi ngày được nhiêu vậy? Dạ, Năm hỏi á thì em cũng nói thiệt. Hên hên á thì có bữa lời được 100 ngàn. Còn mà ế á, Năm biết á là được vài 30 ngàn thôi à. Có khi còn quề vốn nữa. Trời đất, vậy sao sống cho đủ? Thì em ráng em tặng tiện, cũng đủ ăn hàng ngày. Nè nè nè, đứng lên Năm nói cho nghe cái này nè. Bây giờ ha, em muốn bỏ một vốn mà em lấy 10 lời, có khi được 100 lời lận đó. Năm nói vậy là sao Năm? Là em chơi đề của Năm nè, hên hên mình trúng được nhiều lắm. Dạ thôi Năm, em không có quen ghi số đề. Trời ơi, không quen thì có Năm chỉ cho. Dần già rồi em cũng quen hả? Em thấy bà Tư không? Bà Mười bán ở trong chợ không? Vàng vòng đeo đỏ tay hết trơn á. Tại sao có tiền trúng đề của Năm đó? Dạ thôi, em không có tiền, chơi em có lại người ta đâu Năm. Thôi, Năm nói vậy thôi. Nhưng mà em muốn thay đổi đời á thì em cứ kiếm Năm nha. Dạ cảm ơn Năm. Trứng của Năm nè. Của Năm 20 ngàn. Đây. Rồi cảm ơn Năm nha. Năm đi nha. Nè, tám nói cho mà biết á, cờ bạc là bắt bần đó. Chơi đề á có ngày ra đê mà ở luôn đó. Đừng có dại dột á, mà nghe lời của bả nghe chưa. Dạ con biết mà tám. Với lại á, con cũng đâu có tiền đâu mà ghi số đề. Ừ, nói thì nghe hay lắm. Ai mà biết cái lúc á hả, mà con túng thiếu cái con làm liều làm sao. Không có đâu mà, tám đừng có lo. Ừ, nhớ đó nha không. Dạ.
Dạ Năm ơi. Ủa Dung hả? Có khó khăn gì ngồi xuống đây Năm giải quyết cho nè. À Năm ơi, hôm nay Năm cho em ghi thử số đề nha. Trời được hết á. Sao lại ghi số gì? Đầu đuôi, à, ba lô hay xỉu chủ? Nói Năm ghi cho nào. Dạ quên, nhỏ này nó mới. Nè Năm nói cho nghe nè, nếu mà em ghi đầu đuôi với lại bao lô thì hai con, anh đánh 1,000 em trúng được 70. Còn nếu mà tiểu lô là xỉu chủ đó, là ba con em đánh 1,000 em trúng được 600. Sao? Không ấy á, Năm ghi giùm em luôn đi chứ em không có rành. Được rồi, nè nè nè, hôm nay cái bà này bà ghi số 25 nè, là bà trúng thường lắm đó, đi theo bà đi ha. Dạ. Rồi 25 đầu đuôi rồi, trừ cò cho em luôn là 50 ha. 50 đó, 25 của Dung đó, được 50 là đầu đuôi mà Năm trừ cò cho em luôn rồi đó nha. Dạ, em gửi Năm. Rồi. Năm. À em còn 50 nữa nè, ghi cho em hết luôn đi, chẳng 100,000. Nhỏ này chơi lớn bay. Trời ơi giỏi quá, con nhỏ này hay quá đó, đánh lớn trúng lớn. Rồi rồi đây của em Dung, rồi Năm ghi rồi đây. Vậy là xong rồi hả Năm? Xong rồi đó em. Sao vậy bây giờ em về hả? Ừ về đi, nhớ chiều Năm báo tin vui. Dạ cảm ơn Năm nha. Em về nha Năm, cảm ơn. Lấy Năm nữa chục trứng vịt đi em. Dạ. Năm đợi xíu nha. Tiền trúng đề của em nè, đột nhỏ hên dễ sợ luôn á. Đang hên, quấn tiếp đi. Dạ. À, Năm về trước đi nha, có gì em qua sau. Nhớ nha. Dạ. Nè, bọn mình chơi đề của bà Năm hả? Dạ đâu có đâu Tám. À, bà kêu đem trứng thêm qua cho bà để bà coi thịt thôi à. Ừ, đừng dạy dột dính vô ba cái đề đớm nha con, chết đó. Dạ biết rồi Tám. Ừ. Nên em ghi số mấy nè? À, dạ ghi cho em 15, 55, 95. Chà, nó nhỏ chơi lớn vậy ta. Dạ em gửi tiền nè. Rồi để Năm chia, Năm ghi cho. Rồi em. Dạ xong rồi hả Năm? Cảm ơn Năm. Chiều nay trúng lớn nữa nha. Dạ em về nha Năm, cảm ơn Năm. Chơi cái này á, thắng thua là chuyện bình thường, thua cái này ta bày keo khác. Em cứ tin Năm đi, chơi tiếp đi. Nhưng mà em không còn tiền nữa Năm ơi. Thì có nhiều chơi nhiều, biết đâu trúng nữa làm sao. Thôi vậy, Năm ghi cho em lần nữa đi. Nè, ghi 50 cho em thôi. Vậy phải được không? Rồi. Rồi, vậy hai Năm em về nha. Hết tiền rồi, biết sao ghi được nữa. Tám.
Gì con? Tám cho con mượn 500 ngàn, con đóng tiền học cho thằng cu của con được không? Tám mới vừa gửi tiền cho thằng con Tám nó mua chiếc xe máy nó đi làm. Còn nhiêu á, Tám mua hàng hết trơn rồi. À, vậy Tám còn nhiêu á, Tám cho con mượn đỡ đi, vài bữa nữa con trả cho Tám. Tám có còn đồng nào đâu. Mà mấy bữa rồi sao Tám không thấy bà Năm ở ghé bà mua trứng của con nữa vậy? Dạ, chắc là bà ngán trứng rồi. Cảm ơn Tám nha. Thấy mày bán ế á, Tám cũng rầu cho mày quá à. Cảm ơn Tám. Nói rồi không chịu nghe, dính vô ba cái đề đớn thiệt tình. Chị Năm, Năm cho em mượn 2 triệu tiền nóng được không Năm? Tiền của Năm em mượn nhiêu cũng có hết á. Nhưng mà em phải nhớ một điều, tiền của Năm là tiền sinh, tiền đẻ. Thành ra em mượn bao nhiêu em phải trả lại bấy nhiêu. Mà trả chậm á thì Năm phạt đó. Dạ em biết rồi Năm. Năm cho em mượn á, kỳ này á em mà trúng á, cái em trả vốn lẫn lời cho Năm luôn. Được. Đây, 2 triệu. Em đếm lại đi. Dạ, cảm ơn Năm. Em mà trúng á, là em trả sớm cho Năm nha. Ừ, nhớ trả đúng hạn nha em. Dạ, cảm ơn Năm nha. Vậy ai là người đã tạo ra thu nhập chính trong gia đình của bị cáo? Chồng bị cáo có giúp đỡ gì về kinh tế cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, một mình bị cáo gồng gánh để lo cho gia đình. Chồng của bị cáo chẳng những không phụ giúp gì được cho bị cáo mà còn thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi về đánh đập bị cáo nữa. Vậy bị cáo có trách giận chồng của mình hay không? Dạ không. Lỗi tại bị cáo đã sa đà vào cờ bạc. Bị cáo chỉ buồn cho số phận nghèo khổ và túng thiếu của mình thôi. Cô Dung ơi, cô Dung. Dạ. Dạ chị Năm. Sao đây cô Dung? Tôi nói cô sao mà giờ này còn chưa trả tiền cho tôi nữa. Dạ chị Năm, em biết á là thiếu tiền của chị lâu không được, nhưng mà chị cho em xin khất thêm vài ngày nha chị. Khất khất cái gì mà khất? Khất mấy lần rồi? Em đang nỉ Năm mà Năm ráng khất cho em vài ngày nữa nha. Em ráng á, em về quê á, em gom tiền của tía má em lên rồi em trả cho Năm nha Năm. Trở mặt với tao hả mày? Có sức chơi thì sức chịu. Nội trong chiều nay mày phải lo tiền cho tao đó. Anh ơi, em xin anh á, anh thay cho em đi, em còn lo cho con của em nữa. Xin cái gì mà xin? Thôi, nghe đi nè. Trời ơi, Dung ơi, chị đâu có muốn tình cảnh này xảy ra đâu em. Năm chỉ muốn là em trả tiền cho Năm thôi. Năm không có quan tâm cái gì ngoài tiền của Năm hết trơn á. Thôi mình đi về, chiều Năm ghé nha. Năm tới đồ nợ đúng không? Cái thứ đàn bà mất nết, nói ăn cứ cờ bạc như đời đớn đó, giờ nợ này đâu đó, thứ mà đi chết đi là vừa. Anh đi đi, đợi con. Anh tốn con tôi hả? Suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn rồi về quậy phá. Bây giờ tôi đi nè, anh khỏi nói gì nữa đó. Đuổi tao hả? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Ủa Dung, mình đi đâu vậy? Nó tưởng mày bỏ chợ luôn rồi chứ. Tám, con chán quá à, Tám. Con không bán nổi nữa đâu. Chắc là con bỏ xứ đi luôn quá.
nói tầm bậy tầm bạ không à. Bỏ đi là đi đâu chứ? Thôi đi qua là bán đi, rồi á chiều nay qua nhà Tám ăn cơm, coi như bữa nay là con bỏ đói thằng chồng con bữa đi cho nó biết. Với mấy đứa nhỏ thì nó cũng lớn hết rồi, con cũng phải lo. Đi bán đi con. Dạ vậy á, chiều con về với Tám nha, chứ con chán quá, con muốn sống nữa đâu Tám. Đi bán đi con, hôm rồi chiều về với Tám. Đi đi. Bữa giờ con bán ế mà chán ghê, tao bán được không Tám? Tám cũng ế lắm con ơi, mà mình mua bán mà bữa dày bữa khác đành chịu thôi con. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Bị cáo có biết hành động của bị cáo có thể giết chết một bà cụ 70 tuổi không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo chỉ muốn làm cho bị hại bị bất tỉnh rồi cướp tài sản. Bị cáo không hề có ý giết chết bị hại. Nhưng mà không ngờ bị hại chết. Thực sự bị cáo rất hối hận. Xin mời đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm buộc tội. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của cáo trạng, đề nghị xử phạt bị cáo mức án tù chung thân với tội danh giết người theo điểm G khoản 1 điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015 và tình tiết tăng nặng tại điểm Y khoản 1 điều 52, và mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản theo khoản 1 điều 168. Tôi xin hết. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời luật sư bào chữa trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, toàn bộ vụ án cho thấy thân chủ của tôi hoàn toàn không có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại. Chỉ vì quá thiếu thốn mà đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Việc bị hại chết là nằm ngoài ý muốn của thân chủ tôi. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi gây án thì gia đình của bị cáo cũng đã đến thăm hỏi gia đình bị hại và cũng đã cố gắng khắc phục một phần hậu quả gây ra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay thì thân chủ của tôi cũng đã thành thật khai báo và ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đang nuôi con nhỏ. Vì vậy, trước khi lượng hình, tôi rất mong hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm S khoản 1 điều 51, điểm B khoản 1 điều 51 và áp dụng khoản 2 điều 51. Tôi xin hết. Mời luật sư ngồi. Trước khi hội đồng xét xử bước vào phòng nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, những ngày ở trong trại giam, bị cáo rất hối hận vì tội lỗi của mình. Chỉ vì lao vào số đề, cờ bạc mà bị cáo trở thành con nợ túng quẫn. Chỉ vì không còn cách nào để có tiền trả nợ mà bị cáo phải hành động nông nổi, dẫn đến án mạng đau lòng. Kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án để cho bị cáo được trở về nuôi con của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi gây án, bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, và bị cáo đang trong thời gian nuôi con nhỏ, nên xem đó là tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
Trần Thị Dung 20 năm tù về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo phải chấp hành là 26 năm tù giam. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ngày ra tòa, người chồng tệ bạc đã rời bỏ Dung và không tham dự phiên xét xử, gửi hai đứa con thơ cho cha mẹ già ở quê. Người phụ nữ tội nghiệp nhận bản án 26 năm trong song sắt nhà giam. Nhưng bản án cũng chính là sự thấu hiểu, độ lượng của những người cầm cán cân công lý, vì họ đã dành cho Dung một con đường để cô có ngày trở về với con thơ và làm lại cuộc đời, dẫu là muộn màng.